không ai nghĩ rằng những tiếng nhạc ngân vang này lại xuất phát từ đôi bàn tay điêu luyện và khéo léo trên những phím đàn piano của một cụ bà 108 tuổi. Cây đàn này là tài sản quý giá nhất của bà Wanda Zarika trong một căn hộ nhỏ ở Krakow, miền nam Ba Lan. Tôi tên là Wanda Zarika. Năm nay hình như tôi mới chỉ 108 tuổi thôi. Khi lướt trên những phím đàn, bà Wanda Zarika thường nhớ về những kỷ niệm xưa. Tôi từng khiêu vũ rất đẹp. Thời ở Lviv, đi đâu tôi cũng được săn đón. Nhưng đáng tiếc là mọi chuyện đã trôi qua lâu rồi. Năm 80 tuổi, mặc dù được các bác sĩ chẩn đoán là gãy tay và không thể chơi đàn piano được nữa, nhưng niềm đam mê âm nhạc to lớn đã giúp bà vượt qua được trở ngại và những khó khăn do tuổi tác để tiếp tục gắn bó với cây đàn. Theo bà Wanda, chính âm nhạc đã giúp bà có được sức khỏe tốt ở độ tuổi hiếm có này.